Tính đến nay, sau hơn 3 năm dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam có 11.600.569 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và dùng lãnh thổ. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tín hiệu tích cực là Thủ tướng vừa chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch tại Việt Nam. Giang phòng chính phủ vừa có công dân 3575 ngày 18 tháng 5 gửi Bộ Y tế truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công dân số 3575 nêu sẽ báo cáo số 626 ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch COVID-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh giai đoạn 2023-2025 ban hành theo thẩm quyền, trường hợp dược thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trước đó, ngày 5 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, nhưng tiếp tục cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất. WHO cũng đưa ra 7 khuyến nghị tạm thời cho tất cả các quốc gia thành viên trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó chú trọng tới việc duy trì những thành tựu đạt được, đảm bảo độ bao phủ của những liều nhắc lại và đặc biệt liên tục cập nhật các giải pháp để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh.